chào bà cô chú và tất cả các bạn đang xem trên kênh An Nhẫn Miền Quê. Thì ngày hôm nay trong xóm của mình rất là vui mừng và hạnh phúc khi được nhận sự giúp đỡ của quý Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân ở Canada đã giúp đỡ cho trong xóm mình có một con đường mới. Thì lúc trước á, con đường bê tông của mình là tới một cái đoạn này, giờ mình nói tiếp đi dài xuống tới nhà có 93 luôn. Thì bữa nay có mấy anh thợ phụ, rồi anh em trong xóm, cô bác của mình trong xóm ngoài xóm cũng có luôn nữa, để phụ giúp đỡ con đường này cho xong. Thì lúc mà trời mưa nước ngập thì con đường này rất là dơ, nước nó ngập lên nè, rồi sình lầy mấy em học sinh khó đi lại. Thì thấy con đường của mình xấu nên là được Mạnh Thường Quân giúp đỡ để làm cái con đường này cho nó khang trang hoàn thiện, làm cho cái chỗ mình ngày càng đẹp hơn. Thì buổi sáng thím ba có mua bánh mì, cà phê về làm thùng nước để cho mấy anh thợ này mình ăn sáng. Buổi trưa thì mình được cậu giúp đỡ cho một nồi bánh canh giò heo để mình ăn trưa. Thì sáng mình ăn bánh mì, buổi sáng thì mình đổ sơ sơ được một đoạn ở dưới rồi. Tại vì sáng mình còn phải lo mua đồ này kia nên vô hơi trễ, thì mấy anh thợ này làm cũng được một đoạn rồi. Đây có anh Thái vô phụ nữa, bữa nay anh Thái không có làm nè nên anh vô anh phụ. Còn đây là anh Tư. Anh Tư thì nhà ở cuối con đường, mà nhà của anh Tư nằm mé tay trái, còn nhà của Dượng Ba thì nằm mé tay phải. Anh Tư anh cũng vô lắm, ngày hôm qua anh lên anh phụ cát đá đồ vật liệu đồ vô á là hết một ngày hôm qua rồi. Bữa nay nhà anh phụ hai người. Anh Tư uống cà phê hả? Đây là chú Mười. Chú Mười thì ở ngoài xóm mình, nhưng mà chú vô chú thấy bà con mình làm mà chứ vô chú phụ cho vui nè. Với anh còi thì sớm ngoài mà anh qua bên đây đường đất, anh còi bên kia mà anh qua anh đây. Anh đóng góp, anh phụ cho sớm mình. Đây có mấy chiếc xe rùa này để đổ bê tông nè. Của anh Tư chiếc hả anh Tư? Đó. Con đường này đi xuống đây là còn 5 gia đình nữa. 5 gia đình thì cũng khoảng mười mấy người á. Có mấy em nhỏ đi học đồ nữa. Đây đá vô xô sẵn, cái mấy anh thanh niên thì xúc đá vô cối. Đây có anh này thì cũng khác sớm với mình, tới phụ. Nãy giờ về quậy cà phê mà anh Phong anh làm được đoạn thiệt xa rồi nè. Mệt quá. Mệt quá rồi. Này đổ bằng cối nên là cũng nhanh lắm, mà phải xúc đá bê xi măng đồ vô liên tục nên là cũng mệt. Làm đoạn mình phải nghỉ ngơi một chút. Mẹ đi lấy nước. Đây cái con đường đổ bắt đầu từ nhà thím ba đổ lên. Thì mình đổ có miếng vô để cho thím ba em chạy xe đi lên xuống cho dễ nè. Đây vuốt cái dốc. Vuốt cái dốc chút xíu à, đặng cho lên xuống xe nè, đó không có bị bể bê tông. Đường quá trời đẹp luôn á. Con đường này thì bề ngang 1m4, bề cao lên là 7 phân. Chú Ba đi dài dài lên chơi chú Ba. Hôm qua đổ đường, đổ cát đá rồi á, chú Ba chú cũng vui. Chú đi bộ lần lần lên được. Nay cái mình gửi chú Ba đi giờ lần lần lên thì có mấy anh em trong xóm nè, cho vui. Bữa cậu đưa thuốc uống thì đỡ không cà chú? Dạ. Ở dưới lòng đường thì mình có lót bạc nè để đổ bê tông nó không có bị chạy á. Tội nghiệp chú Ba, chú cũng vui lắm, chân chú nhất, nhưng mà mình rủ đi dài dài lần lần đi thì chú cũng đi chơi. Còn mấy cái dán mà be bờ hai bên nè thì cha của mình đi mượn của anh Thảo ở tổ ngoài nè. Còn mấy cây tre thì anh Tư anh chặt với Dượng Ba đồ chặt mấy cọng dừa đặng mình đóng mấy cái
be hai bên cho bê tông đừng chạy ra ngoài nó không heo nè. Này anh Thái này đón Xí Ngậu về chơi mà thấy trong đây làm đường anh vô anh phụ về Xí Ngậu ở nhà với cô Năm, nên là hồi nữa cô Năm với Xí Ngậu chắc vô sao ạ. Cô Năm với Xí Ngậu chắc hồi vô sao hả anh Thái? Đúng rồi, anh nghe nói vậy. Hồi dẫn Xí Ngậu vô chơi. Nay có con về nè chơi mà ảnh cũng đi vô anh phụ mình nữa nè. Đúng rồi, vô làm cho khỏe rồi anh ơi. Dạ, ảnh mới vừa bệnh hết nên tiếng được cũng khen hết trơn. Bữa đó bỏ lâu quá không nhậu, nhậu lại, nhậu quá nhiều. Chứ thật anh ngộ thiệt, nhậu mà có gái cái nhậu quá tôi nhậu. Khen tiếng. Là dữ lắm, là kiểu như mình giành giật á. Dương Út sao ngồi có mình hả? Mắt cái cát len không thấy rõ nữa chứ. Đây Dương Út thì nhà cũng kế Dương ba thân. Nhà Dương Dương Út là anh em cục chèo với Dương ba. Đây có chú hai phụ. Cái này mình cũng phải nhờ nhiều người nữa nè. Người xách nước, người thì đổ đá, đổ cát, xi măng. Người thì đứng máy, rồi đẩy xe đi nữa. Đây có Dương phụ nữa. Cô Năm dẫn Xí Ngầu vô. Xí Ngầu con của anh Thái nè, nay nó bự vậy nè. Nay lâu lắm mình mới gặp lại Xí Ngầu nè. Đẹp trai quá trời ha. Sáng cho Thái rước con hả Xí Ngầu? Thì mất cỡ. Lâu lắm rồi mới gặp Xí Ngầu á. Đi chị vô nhà chị. Từ hôm Tết nay mới gặp Xí Ngầu nè. Anh Thái anh phụ. Cô Năm vô phụ con nha. Vô phụ nấu bánh canh. Đây giờ có Dương gãy có thím ba lên phụ nữa nè. Bữa nay thì Dương xin nghỉ làm bữa để đổ đường. Nhân đứng cối, anh Thái anh vác đá nè. Mỗi người mỗi công việc hết. Trong nhà thì có thím hai đang nấu bánh canh giò heo.
Giờ đẩy mấy cái xe rùa này đi xuống dưới đổ nè. Ở dưới thì có ba anh đang can ra, đang làm cho nó bằng lại á. Xe đi dòng dập luôn rồi. Kẹt xe. Đổ khúc đường này vui quá trời luôn. Mấy anh em trong xóm này kia mới có dịp để mình làm với nhau nè. Ở đây anh Phong mới đang chà cho nó láng lại. Phòng anh mới vuốt cái dốc lại nè cho nó đẹp. Ngay chỗ đây á, đổ nó dày á, cái mình phải vuốt cái dốc xuống một chút để cho xe lên xuống cho dễ nè. Còn cái đoạn này là xuống nhà của Dượng Ba, rồi nhà anh Tư, nhà của Dượng Út. Còn mấy nhà nữa thì đoạn này còn khoảng 60 mét gì nữa. Mà cũng có đổ đá sẵn rồi. Đây giữa anh Phong anh chặt bọc lá chặn ngang nè. Cái này cũng dày dữ anh Phong. Quá là dày luôn. Mà cái lọ này chắc chứ lắm là đá không à. Ủa thấy cát đá quá trời hút luôn mà chưa có nhiêu hết tân à, không biết đủ không nữa nè. Thấy giật thank you.
vật liệu vô nữa nè. Tại vì mình không có chỗ nhiều để xa quá thì kéo mệt á, nên là kêu liên tục. Đây, cát vô tới tưởng đâu hết cát mà ai ngờ còn nữa. Trời ơi, thấy ác mà. Thì có thím hai, thím ba với cô năm đang làm đồ ăn. Buổi trưa thì mình ăn bánh canh giò heo, còn buổi chiều thì cô năm có cho con vịt. Đây mẹ mình lấy cái nồi này ra để hồi nó nấu bánh canh. Nè thím hai dựng nồi cô cho chị nồi dày quá thời nhé. Ờ. Tôi chị gửi nồi tiền cước chắc cũng dữ lắm luôn. Ký không? Ký nha. Cái nồi dày mình đẹp. Cô năm có cho con vịt, còn thím ba thì thím mua thêm ốc móng tay thì mình xào rau muống đó. Còn thím hai em đang sắt mấy cái đó để hồi làm cá chân tương. Rồi sáng mẹ bắt cá rồi hả mẹ? Chưa con, chút nữa mới bắt. À tại chiều mới ăn mẹ ha. Làm cũng mấy món rồi hả thím hai? Dạ. Thím hai sáng đi xách nước thì do thím phụ, thím ba thì đi chợ, ai cũng vui quá trời luôn, nôn nao. Giờ mình lo đồ ăn trong đây, trong này có hậu cần vững chắc à, hậu phương. Hồi sáng bánh canh cái con mua thêm nấm đồ để vô cho nó ngọt, củ cải đâu nữa. Chào con chơi. Mấy cái giò heo thiệt bự rồi thím hai. Ớt có thím làm gì thím ba? Làm nước mắm vẫn thôi, mình ăn bánh canh mình chan lên. Nãy con tưởng đâu ớt ngọt không á, nấy ớt tới sao bự quá trời luôn á. Giờ đổ lên được một đoạn nữa rồi. Để tí nữa khi nào sắp hoàn thành thì mình sẽ tiếp tục quay cho cả nhà xem cái đoạn đường của mình nha. Tại vì cái máy đồng hồ quay nó hơi ồn quá nên là mình không có quay dài nữa cho cả nhà xem. Thím hai giờ thím hầm giò heo mềm mình là thím múc ra. Sáng nay mình mua ba cái giò heo quá trời bự luôn, nên là chặt ra một nồi thiệt là bự nè, phải lấy cái nồi bự này nấu cho cái giò heo nó mềm. Nấu hết chắc cả tiếng đồng hồ hơn thím hai. Ừ, nấu hơn tiếng đồng hồ. Vậy mình phải nấu cho giò heo mình phải nấu cho nó mềm mềm. Không? Nấu cho mềm da nở ra mới ngon. Đây, nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Trời ơi, ngon quá trời luôn nè. Cái này sáng nay mình mượn cái chị bán thịt heo á chặt luôn. Nên là ra cái khoanh nó ngon lắm. Mình chặt nhiều khi dao không bén nó nhầy đúng không thím hai? Có thím hai với thím ba đỡ. Thím nấu nướng với cô năm nữa. Cái này mình cũng phải biết nấu mới nấu ra cái nước súp cho nó ngon. Rồi sáng nay thì mua thêm ít củ sắn nè, củ cải đỏ, củ cải trắng, rồi nấm á. Với thím ba thím mua bắp nấu cháo, cái mình lấy cái cùi để vô nữa cho nó ngọt nước. Cô năm mình làm hành ngò, cái tí nữa mình bỏ lên trên cái bánh canh á, ăn cho nó thơm. Bánh canh nóng hổi giò heo, cái rắc thêm chút tiêu nữa ha, hành ngò nữa, ngon dữ lắm luôn á. Mà cô năm thì có ăn chay nha, bữa nay có vô có phụ thôi chứ có ăn chay. Này huyết heo nè, thím ba thím trụng riêng. Mình luộc lại á, người ta cũng luộc chín sẵn này mà mình làm lại cho nó ngon. Mình vớt để riêng cái hồi mình sắt mình để vô tô bánh canh á. Hả? Tô bánh canh nghe nói xong cũng hấp dẫn nữa mà. Giờ là cô năm với hai thím phụ ra bánh canh để cho mấy anh thợ ăn trưa nè. Thì
Thì trưa nay mình ăn trưa xong cái mình làm xuyên suốt tới chiều luôn, để cho nó xong cái tuyến đường á, khỏi có kéo dài qua ngày mai nữa. Tại bữa nay chủ nhật nên là ai cũng trong xóm mình á, có dựng út đưa cháu đi học, nên là mình cũng tranh thủ mình làm cho xong luôn, để ngày mai không có người phụ á. Đây, trời ơi, nhìn cái tô quá trời hấp dẫn luôn nè. Quá ngon rồi. Cô Năm cô để tiêu nè, tỏi phi nè, hầm vô. Đó, quá trời đẹp luôn rồi. Bây giờ mình chuẩn bị ăn trưa. Mấy anh thợ nghỉ tay cái thím ba múc sẵn đem ra đây luôn, mình ra ngoài đây mình ăn luôn cho mát nè. Giờ thím vô thím bưng thêm một mâm nữa mới đủ. Quá trời cái tô luôn này, nhìn ngon ghê chưa. Ngừa là hai cục khoanh giò luôn á. Đây. Tô nào cũng như tô nào. Tô nào cũng như tô nào. Bữa nay là ăn giò heo đã luôn. Quá trời giò heo. Tô nào cũng giống như tô nào. Rồi mình mời hết dùng bánh canh giò heo đi. Thì ngày hôm qua mấy chú với mấy anh trong xóm đã làm xong con đường xuống nhà thím ba nè. Thì con đường đổ bê tông nối liền cái lộ ranh cũ, rồi chạy dài xuống tới nhà thím ba luôn, để mình đi một đoạn cho cả nhà mình cùng xem nha. Ở dưới đây thì mình đổ xi măng nhiều nè, rồi cát đá cũng nhiều nữa, là hồ già nên là bê tông mới có một ngày thôi mà nó lên xanh luôn nè. Thì vậy thì con đường của mình nó chắc chắn hơn. Cái khúc này thì cái lộ bị quằn á, nên là mấy anh thợ đổ cái khúc này dày đó, chỗ này hay bị nước ngập nhất nè, nên là đổ dày hơn những cái chỗ khác. Đây là cái đường vô nhà của chú ba nè. Thì ngày hôm qua anh Phong anh vuốt cái dốc này đặng cho thím ba với mấy đứa em nó chạy lên cho dễ. Đây, con đường của mình rất là đẹp luôn, mới có một ngày thôi à mà xi măng á khô rồi nè, cũng có thể đi nhẹ nhẹ đi lại được rồi. Chạy xe thì cũng chưa có dám cho xe lôi đâu đi vô, chỉ có đi xe đạp được thôi. Con chào Mạnh Thường Quân. Thì bà con trong xóm rất là vui mừng và hạnh phúc khi được một con đường mới hoàn thiện, khang trang, sạch sẽ hơn xưa. Thì con cũng thay mặt cho bà con trong xóm cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều đã giúp đỡ cho xóm con có một cái con đường sạch đẹp. Thì con đường đã hoàn thiện xong hết rồi. Cũng nhờ mấy cô chú anh em trong xóm chung tay để làm một cái con đường. Nhờ có quý Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì con không biết nói gì hơn, con xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Kính chúc cho Mạnh Thường Quân được dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý. Còn bây giờ thì con xin chào và hẹn gặp lại.